xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 20. Cancer Seed là phương pháp toàn diện để phát hiện sớm ung thư. Đối với bệnh ung thư, một khi tình trạng di căn đã xảy ra thì khả năng chữa khỏi là rất thấp. Chính vì vậy, tầm soát và phát hiện sớm ung thư là chìa khóa để giảm tử vong căn bệnh đáng sợ này. Vài năm gần đây, một số phương pháp xét nghiệm mới được phát triển và thử nghiệm có tên gọi là sinh thiết lỏng. Đây là phương pháp hứa hẹn nhằm phát hiện và theo dõi các khối u từ việc thu nhận mẫu máu một cách đơn giản như đã thảo luận ở tin đồn số 19. Phương pháp này được thiết kế để phát hiện một số loại ung thư nhất định bằng cách tìm các đột biến liên quan đến ung thư bên trong các DNA bú lưu thông trong máu, ctDNA. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn còn một số hạn chế nhất định và quan trọng nhất là có nhiều kết quả dương tính giả, nghĩa là phát hiện DNA ung thư ngay cả khi không có ung thư. Ngày 18 tháng 1 năm 2018, trên tạp chí khoa học nổi tiếng Science, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Cleveland, Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu phát triển phương pháp mới giúp phát hiện sớm ung thư hiệu quả hơn và giảm bớt những hạn chế của phương pháp sinh thiết lỏng. Phương pháp này tên là Cancer Seek, có thể phát hiện ra 8 loại ung thư khác nhau gồm ung thư buồng trứng, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư tụy, ung thư thực quản, ung thư trực tràng, ung thư phổi và ung thư vú. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể phát hiện được khoảng 70% trong hơn 1.000 người đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Không chỉ phát hiện các đột biến DNA trong máu mà phương pháp này còn chỉ ra tình trạng bất thường của các protein nhất định liên quan đến ung thư. Nghiên cứu thực hiện trên 1.005 mẫu máu của bệnh nhân đã được chẩn đoán một trong 8 loại ung thư kể trên. Kết quả nghiên cứu ghi nhận Cancer Seek có thể phát hiện được ung thư với tỷ lệ chính xác từ 33% đến 98% tùy thuộc vào loại ung thư. Phương pháp này còn có độ nhạy cao hơn so với phương pháp khác, 43% đối với ung thư giai đoạn 1, 73% đối với ung thư giai đoạn 2 và 78% đối với ung thư giai đoạn 3. Độ nhạy ở giai đoạn sớm cao nhất là ung thư gan 100% và thấp nhất là ung thư thực quản 20%. Một trong những ưu điểm của phương pháp này là xác định được mô ung thư nguyên phát do những đột biến gen không cho thấy đặc hiệu mô, nhưng các kết quả phân tích protein có thể giúp xác định vị trí mô nguyên phát. Hơn nữa, các dấu hiệu sinh học ung thư khác như các chất chuyển hóa, bản sao của mRNA, miRNAs hoặc các chuỗi DNA đã methyl hóa có thể được kết hợp để tăng độ nhạy và xác định vị trí ung thư gốc. Xin nói thêm, methyl hóa là quá trình thêm methyl vào phân tử DNA, làm thay đổi chức năng của DNA. Tuy kết quả mang nhiều hứa hẹn, nhưng Cancer Seek vẫn còn một số giới hạn nhất định. Nghiên cứu thực hiện trên những bệnh nhân đã biết trước được loại bệnh ung thư. Trong thực tế lâm sàng, một bệnh nhân có thể mắc những bệnh lý khác nhau. Do đó, những protein liên quan đến ung thư trong Cancer Seek có thể dương tính giả vì những bệnh lý đó. Do đó, Cancer Seek cần có thêm thời gian để tiếp tục phát triển và hoàn thiện hơn trước khi đưa vào ứng dụng rộng rãi trên thực hành lâm sàng. Trong tương lai, chúng ta vẫn hy vọng đây là một phương pháp hiệu quả nhằm chẩn đoán sớm ung thư và mang lại nhiều cơ hội chữa trị thành công cho người bệnh. Sự thật, Cancer Seek có nhiều tiềm năng để phát triển thành phương pháp toàn diện nhằm phát hiện sớm ung thư, nhưng vẫn cần thời gian nghiên cứu và hoàn thiện. Thạc sĩ Trịnh Vạn Ngữ, bác sĩ Hoàng Đình Kính. Các gen mang những đột biến được sử dụng trong phương pháp Cancer Seek: TP53, BTEN, BRAF, NRAS, KRAS, HRAS, GNAS, EGFR, AKT1, FGFR2, APC, PIK3CA, CDKN2A, CTNNB1, FBXW7, PPP2R1A. 8 protein đã được chứng minh là đặc biệt hữu ích cho việc chẩn đoán ung thư và sử dụng trong Cancer Seek. CA125,
CA199, CEA, HGF, Myeloperoxidas, OBN, Prolactin, TIMB1, hoặc quý vị và các bạn có thể theo dõi trên màn ảnh. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, Ung Thư, Tin Đồn và Sự Thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.